nhóm đầu giữa Bảo Nam United cùng với Mạnh Yên Việt Nam. Trong cái đó thì những đội tuyển tiếp tục bám đuổi ở phía dưới như là Light Blue hay là các thành viên bên phía của Ekip mình cũng đang chơi tốt nha. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Ở nhóm trên của bảng xếp hạng bây giờ họ chỉ cần thi đấu ổn định thôi thì cũng đã khá là chắc chắn cho mình cái tấm vé đi tiếp rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa thể nói trước được Cường ạ. Bây giờ hiện tại chúng ta mới chỉ đang là ngày thi đấu đầu tiên thôi. Chúng ta còn 2 ngày thi đấu nữa. Thậm chí là còn đến 12 trận đấu nữa. Chính xác. Sẽ là một số lượng trận khá là lớn. Giả sử nếu bây giờ Titan Team họ dành cho mình đến 8 cái top 1 trong tổng số 12 trận thì lúc đấy biết đâu họ sẽ là người đứng đầu bảng xếp hạng A thì sao. Chính xác rồi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Hãy chờ xem lời Cú Ốc nói và những cái nhận định này có đúng hay không. Trong đó vừa rồi chúng ta có một đường bay không được đẹp lắm tại map thì Thierry Angel này khi mà nó cắt chỉ nửa dưới trên như ở Rozok, Yasa Napoliana ở cảng Chechopol sẽ không được tận dụng. Và cái mật độ của các team tập trung ở nửa dưới khu vực quân sự cũng như là cảng Novorepnoi có lẽ sẽ đông. Và tôi nghĩ rằng sẽ có một vài những tiếng tranh chấp khu ở quãng thời gian đầu. Và đây ngay trên màn hình thì đang có đó là Brick2War cùng với Newstar đang tranh chấp khu vực Primus. Vâng, Newstar vừa rồi họ đã bắt đầu nhen nhóm cho mình một chút hy vọng để có thể chắc suất ở trong 8 đội tuyển dẫn đầu bảng A. Và bây giờ họ đang bắt đầu có một cái khởi đầu phải va chạm với đội tuyển Brick2War. Một đội tuyển mà xét về chính... Đội thì hiện tại tôi thấy là cũng đang xem nhau, không có nhiều quá nhiều chênh lệch. Có chăng thì ở những cái sự khác biệt chỉ tới từ Bảo Nam cũng như là Mỹ Việt Nam thôi đúng không? Khi mà những đội tuyển này thì họ đang chứng tỏ được cái kỹ năng của mình khá vượt trội rồi. Rõ ràng bây giờ cái vị trí top 1 và top 2 đang có một khoảng cách khá là lớn về mặt điểm số bắt đầu được tạo ra. Và nên nhớ rằng là trong ba game thi đấu đầu tiên ngày hôm nay thì họ cũng đều có những cái màn trình diễn thật sự phần nào đó khá ao chỉnh. Vâng, quay trở lại nhưng từ từ nha, cô ông nhìn về cái vòng bo nó không liên quan đến đường bay luôn. Một vòng bo và thậm chí là một đường bay nó đang cực kỳ khó khăn này cho tất cả các đội tuyển của chúng ta. Khi mà bây giờ tôi nghĩ những đội tuyển mà họ chủ động lấy được phương tiện và đi lên nút ở trên mạng của cảng Zepon hay là Hospital thì sẽ là cả một lợi thế về đầu game nữa, cả lợi thế về vòng bo cũng như là lợi thế về trang bị. Nói chung thì bây giờ chúng ta đang thấy rằng có khá nhiều những phương án để cho các đội tuyển có thể áp dụng vào. Đó, một là lấy xe di chuyển sẵn vào trong một sâu hơn, một safe zone và chuẩn bị lượng phương tiện. Hai là họ sẽ loot ở ngoài và sau đó di chuyển vào bo muộn và chơi quét bo cũng được. Có rất nhiều những phương án. Không biết ngày xưa thì Bad Boy họ các bạn lựa chọn cái phương án quét bo hay là một lối chơi tâm bo an toàn? Bọn tôi thì tùy tình huống, nhưng mà đa số là bọn tôi sẽ lựa chọn di chuyển càng sâu hơn vào trong bo càng tốt. Vậy thì ở cái lối chơi đó thì có cái lợi thế như thế nào và có cái mặt hạn chế ra sao? Ở cái lối chơi đấy thì chúng ta có thể thấy là nếu mà cố gắng càng được vào sâu hơn trong bo rất là lớn. Tuy nhiên thì để vào ở sâu trong bo thì phải vượt qua rất nhiều cái đội tuyển ở bên ngoài việt bo. Thậm chí là có những tình huống mà phải bỏ lại những người đồng đội của mình trong quá trình di chuyển bo. Đây, ví dụ như bên phía EAP đây, họ đã bắt đầu có tình huống lút dạo để bổ sung lượng trang bị, sau đấy rồi mới vào trong bo. Như vậy thì nó đang là một cái tình huống đánh đổi rất nhiều. Thà họ lấy luôn xe và bỏ đi thẳng luôn, chứ đừng cố gắng ở lại câu thêm những cái khẩu súng, những cái lượng trang bị hồi phục làm gì. Bởi vì đã bắt buộc phải đánh cược như vậy rồi thì mình phải all in tới chết luôn. Chính xác rồi. Quay trở lại Primus thì có vẻ như Newstar sẽ là những người mà kiểm soát hoàn toàn thành phố Primus này. Khi mà Brick2War thì họ cũng muốn bỏ đi rồi, không cần thiết phải xảy ra giao tranh ở trong cái quãng thời gian đầu này làm gì cả. Nó sẽ đều gây thiệt hại dành cho tất cả đội tuyển thôi. Rõ ràng 8 slot ở trong một bảng thi đấu là một con số khá là lớn và cái cơ hội cũng rất nhiều dành cho các team. Gần như là 8 thì tôi nghĩ là không khó, con số này không khó dành cho tất cả. Thậm chí là cả với Titan Team, ví dụ như Newstar trong trận thi đấu thứ 2, sau khi trận thi đấu thứ 2 kết thúc họ vẫn đang nằm ở vị trí thứ 16. Chỉ sau một trận thi đấu top 2 thôi họ đã lên vị trí thứ 8 rồi. Đây là một tín hiệu rất tốt dành cho những đội tuyển ở phía dưới. Tuy nhiên thì quay trở lại khu vực Gatka này, tôi đang nhìn thấy vị trí của top bên phía ENGU có một tình huống nằm cỏ, lại là một tình huống nhảy chung khu rồi. Đi lút dạo mà cũng chung khu, mấy player này của chúng ta bây giờ tại sao lại chơi kiểu khó hiểu như thế này nhỉ? Bây giờ lút một khẩu súng ra đồng nằm, khác gì là chơi đùa với số phận không? Rất là thiệt thòi. Hãy chờ xem, có lẽ là Andrew 2K cũng sẽ không đọc ra được cái pha chơi một cách rất khó đoán kia đâu. Nhưng mà vấn đề là Andrew 2K sẽ có một lượng trang bị khổng lồ hơn. Và nếu như có một
cái lối chơi cẩn trọng ở trong những bước di chuyển tiếp theo thì đó sẽ là một lợi thế rất là lớn dành cho Easy Aspire. Có vẻ như là Andrew chúng ta đang cố gắng tìm thêm lượng trang bị hồi phục để bắt đầu bây giờ ít máu hơn, đi ra ăn hai viên đạn bị nốc xong bị gạt, tiếc lắm. Trong khi đó thì ở khu vực cảng Novo Neploy, chúng ta thấy là Bảo Nam như Tuyệt họ vẫn đang làm chủ rất tốt cái khu vực này. Lại một khởi đầu cực kỳ là thuận lợi dành cho Bảo Nam như Tuyệt, khi mà lượng trang bị trên người của Silent bây giờ là mũ ba, giáp ba, thậm chí là cả ba lô ba nữa. Nói chung đến khu vực Novo Neploy này của Bảo Nam Tuyệt hay tiền thân là Enna Squad thì luôn luôn là clear, họ là đội tuyển mà đã làm chủ khu vực này từ khá là lâu rồi. Trước đây ở trong một vài những giải đấu cộng đồng như là PMP 200 hay là PMP 400 thì có Superstar, có một vài những tình huống đụng độ và tranh chấp khu ở Novo Neploy này cùng với cả NI Squad, nhưng sau đó thì cái kinh nghiệm và cái bản lĩnh lâu năm ở trong cái khu vực Novo Neploy này cũng đã khiến cho NI Squad có thể kiểm soát lại hoàn toàn khu vực này. Và tính đến hiện tại thì họ vẫn đang kiểm soát cực kỳ tốt. Không có gì là bằng thổ địa ở một vị trí nhảy cả. Trong khi đó quay trở lại khu vực Gatka, tôi đang nhìn thấy ngoài vị trí top bên phía ENU Ben Kun nữa. Vâng, tôi đang chưa hiểu. Ôi, như vậy thì có công mài sắt có ngày lên kim tật các bạn ạ. Vâng, top cuối cùng cũng đã rình mò thành công đi Andrew 2K. Tôi vừa mới đang nói là tôi chưa hiểu cái tình huống bên phía ENU họ thi đấu như thế nào, thì ngay lập tức top có câu trả lời luôn. Một tình huống mà thi đấu khá là thiếu kinh nghiệm từ vị trí của Andrew, nhưng mà vừa lên xe xong cái là đã bị sách đi luôn rồi. Nhưng thật ra thì cũng khó đoán đấy, thật sự một cái pha nằm ở giữa đồng như vậy, bao nhiêu cỏ ở trong khu vực Gatka chúng ta đều biết rồi, có rất là nhiều những cái bụi cỏ cao, những cái cây cực kỳ rậm rạp. Tôi không biết là vị trí của Andrew đã sắm cho mình một cái chiếc ốp điện thoại chống va đập chưa? Mà trong cái tình huống đấy nếu mà phải tôi có khả năng là rơi điện thoại ấy cường ạ. Đúng là như vậy rồi. Chúng ta dành khoảng đâu đó khoảng 7 phút đồng hồ để lút hoàn toàn của Gatka đó, rất giàu rồi, chuẩn bị lên xe để tận hưởng rồi. Đúng là đến được cửa thiên đường rồi thì lại gục ngã. Khá là khó chịu. X-Gaming bắt đầu di chuyển bo rồi. Tôi chắc mình trên người Haze bây giờ chưa được gọi là giàu lắm. Gọi là đủ dùng thôi. Chỉ có cho mình một cái phớt e cũng như là một lon nước thôi. Nhưng những player còn lại của Making Việt Nam thì trông có vẻ như rất ổn rồi. Và họ đang dòm ngó vào bên phía của Enfys Unite. Nào, liệu có phải là ngay khi mà trước đó thì Enfys Unite họ cũng đã có một cái pha chơi đấy kiểu nhẫn giả và bắt đi Andrew rồi. Hãy chờ xem. DP mà nằm sấy tầm này gọi là không có độ giật luôn rồi. Rất phê. Xây bài chúng ta còn đang trang bị luôn một cái cốp 6 xấy cho nó cẩn thận. Bởi vì cái tâm của cốp 6 này xấy gần như là rất khó để có thể lệch đi. Tuy nhiên thì các thành viên phía Enfys Unite họ đã cất xe các thứ kiểu bây giờ là khá là cẩn thận rồi. Trông có vẻ như là mấy Việt Nam chuẩn bị setup một tấn công nha. Họ đang chờ đợi những sai lầm tới từ Enfys Unite. Nào, toàn là những tiếng nằm xấy mà thôi. Và bây giờ Ben bị phát hiện ra top chủ động có quyết định phá xe đấy Ben P hay không, đây một câu trả lời thì đèn fit này, nhưng nó không có quá nhiều đam được gây ra vào vị trí của Ben P. Ben P vừa rồi là một tình huống tốt, vừa muốn xin cả cái đầu của các thành viên Enfys Unite nữa, khá tham. Luca đã ăn những tình huống trả đam rồi, có lẽ là ăn hai viên M4 vào đầu thì phải, mất đi cho mình khá nhiều máu. Ngay lập tức Enfys Unite họ quyết định di chuyển rồi. Liệu là một tình huống di chuyển thành công hay không đây? Nhưng mà ở khu vực này nếu mà bị công thì rất khó để có thể thủ được trước họng súng của các thành viên bên phía Made in Việt Nam, một đội tuyển mà đang chênh lệch trình độ rất nhiều so với Enfys Unite. Và có vẻ như là Luca đến với cả một mảnh đất mới như này trông có vẻ như là khá tiềm năng đấy chứ, đúng không? Luca chúng ta đều biết rồi, chơi rất là lâu dưới màu áo của Talon và sau đó thì đến BAT ở mùa trước, nhưng dưới màu áo của BAT thì đó không phải là một sự hiệu quả và này cũng không gắn kết với nhau lắm. Nên bây giờ Luca đến với cả Made in Việt Nam và tạm thời tính như hiện tại ở giải. Chính xác là như vậy. Quay trở lại với tình huống mà Made in Việt Nam họ đã phá gần như hết xe bên phía của Enfys United rồi. Chưa hiểu lý do tại sao mà có tiếng súng nổ ra từ nãy đến giờ mà Yummy House họ lại quyết định lao vào đây cường ạ. Chính xác rồi, hơi non nhở. Có vẻ như một tình huống kiểu có lẽ là định làm người thứ ba. Ừ đấy đấy.
Nhưng mà có vẻ như là tính toán hơi có một chút gì đó sai lầm tới là Yumi Hao hay chăng đây. Và giờ đây Make in Việt Nam họ đang có dấu hiệu lên xe và bỏ đi rồi, nhưng ở Envy Unite thì vẫn chưa thoát được khi mà có đó là cái tên tiếp theo xuất hiện, Yumi House. Tôi đang nhìn thấy người đồng đội cũ cu vẹt của mình có những tình huống mà người vận chuyển Cường ạ. Từ nãy giờ đưa đón hai người rồi. Còn vị trí của Mickey thôi, liệu có đón đốt hay không đây. À đây, Mickey bắt đầu đang ngồi đây là tôi cố ngồi chờ anh chút. Anh chở thằng lớp lên kia xong rồi anh quay lại anh đón. Cả team đều bốn đồng có mỗi con Mickey. Và ở đây thì Light Blue cũng đầu tiên phải nằm xuống. Một cơn mưa nét được trả về Elohim nhưng nó không có đủ sự chính xác cần thiết. Tiếp tục là một câu trả lời tới từ Light Blue. Một pha combat 4v4 hứa hẹn sẽ cực kỳ nhiều điều hấp dẫn xảy ra đây. Một tình huống lên xe và mở cánh tới từ một thành viên nào đó bên phía của Bảo Nam United. Tôi đang nhìn thấy Bảo Nam United họ lại set up một cái đội hình cánh cung dành cho Light Blue rồi. Nếu mà không để nốc bất kỳ ai trong tình huống này thì Light Blue sẽ là người phải nằm xuống ở vị trí thứ 16 trong trận đấu này. Và bây giờ thì nói về mặt tâm lý cái đã, Bảo Nam chắc chắn sẽ là những người đang bay hơn và có một tâm lý thoải mái hơn so với Light Blue. Silent confirm đến chỉ có Hunty. Và Light Blue muốn bỏ đi nhưng không dễ đâu khi mà Silent còn lại ở đây. Và đó là một tân sấy tốt của Silent. Crocodile bị hạ gục. Và bên phía của Light Blue chính thức chỉ còn lại có hai người ở trong map thi đấu Yangel này mà thôi. Còn nếu mà cái tình huống vừa rồi Crocodile lên xe nhanh tay hơn một chút thì có vẻ sẽ thoát đi được rồi. Nhưng mà có vẻ đấy là cái bệnh hưởng đến Crocodile. Quay trở lại đi, Make in Việt Nam cũng đang có một tiếng combat và đó vẫn là Envy Unite. Này họ dừng đuổi nhau từ nãy đến giờ khoảng 5 phút của trận đấu rồi vẫn quyết định là chưa buông tha cho đội tuyển Envy Unite. Chạy đi đâu đây? Thôi xong. Không có một cung đường nào để xin 3k có thể chạy đi được cả. Và đó là bạn. Nhưng trước đó thì cũng kịp để lại một quả nết và knock out đi với chiếc của Luka. Không sao cả, mấy người Việt Nam vẫn có được cho mình first blood. Vâng, sẽ là một lượng trang bị được bổ sung đạn dược và trang bị hồi phục khá nhiều dành cho bên Việt Nam. Tuy nhiên thì đừng quên là trên đồi xương cá bây giờ có sự xuất hiện của đội tuyển mang tên BX nữa. Một đội tuyển tận dụng high ground cực kỳ tốt. Và với cái não của Bensu thì cái tình huống này sẽ nằm sấy. Mà nằm sấy thì gần như là tay bé đến mấy thì cũng phải sấy trúng thôi Cường. Chính xác rồi, hãy chờ xem. Bây giờ thì những họng súng bên phía của Bisenot đang hướng về cái góc mà trước đó đang ở dưới chân sườn núi này. Là bế họ muốn di chuyển sâu hơn vào trong bò. Và có lẽ là họ đang lựa chọn khu vực cảng Zeljopol. Một cảng Zeljopol là một khu vực đi vào rất dễ, nhưng mà đi ra thì cực kỳ khó. Họ có dừng ở đây không đây, kể cả khu vực nhà kho ban đầu này luôn. Hãy chờ xem vị trí của Bensu sẽ đưa những người đồng đội của mình đi đâu đây. Trong đó là Envy Unite tiếp tục có thêm người phải nằm xuống rồi. Đó là một tiếng confirm đi, xin 3k. Light Blue vị trí của Leo cũng bị hạ gục. Ui, như vậy thì Light Blue chỉ còn lại một người thôi nha. Mấy ông Envy này bây giờ đang cực kỳ khó khăn đây. Khi mà vừa mới chạy được thoát khỏi các họng súng bên phía của Made in Việt Nam thì ngay lập tức bây giờ lại đang bị kề ngược lại bởi cả Yumi House nữa. Duyên nợ, cực kỳ duyên nợ. Không có cách nào để thoát đi được cả. Hai game thi đấu đầu tiên ngày hôm nay đến video này họ chơi với ba người, một sự khó khăn. Nhưng hai game thi đấu thứ ba và thứ tư này họ có được cho mình đủ bốn người thì cũng không khác là mấy. Liên tiếp với những tình huống mất người lẻ, đây là cái hậu quả của việc đi bo rời rạc. Và Scout không báo lại thông tin là nhà nào có người và nhà nào không có người, dẫn đến việc là Scout bị bắn chết xong. Những người đồng đội còn lại vẫn đang ngơ ngác kiểu của là sao bị bắn ở đâu vậy? Nên là họ sẽ cáo không biết bị bắn ở đâu luôn. Và bây giờ thì BN United cũng đang gặp khó nha. Lại một lần nữa thì BN có một vài những tình huống giao tranh nhẹ với cả X-Gaming này. Khoảng cách khá xa nhưng đó vẫn là những tình huống trao đổi chiêu thức tay rất to tới từ các top player. Quay trở lại đây thì Yumi House họ quyết định là sẽ cam bo đến chết thành viên bên phía Envy Unite. Bảo Nam nhưng tuyệt họ đi đâu họ gặp người đấy Cường ạ. Và họ không hề tỏ ra ngần ngại ai cả. Họ luôn luôn sẵn sàng cho những cuộc chiến. Vâng, có lẽ là một lối chơi Bảo Nam giờ đang áp dụng dành cho những đội tuyển chênh lệch về trình độ cực kỳ nhiều. Chính xác rồi, ở trong giải thi đấu PMPL nha thì S9 Squad hay có thể nói là Bảo Nam United bây giờ đấy thì họ chơi một cách toan tính hơn rất là nhiều và họ thường xuyên có những cái tình huống né giao tranh và chỉ thật sự giao tranh khi cần thiết mà thôi. Nhưng đúng là một vòng loại thôi
Và có vẻ như là Bảo Nam United họ đang cực kỳ thoải mái và cảm giác như họ đang chênh lệch trình độ với cả những đội tuyển còn lại. Đây rồi, bây giờ là một tình huống Wildcat knock out và còn tôn luôn đến từ vị trí của Luka. Bắn từ bên kia sông sang, bắn sấy rất tí đến từ vị trí của Luka. Tuy nhiên ăn một vài viên đạn trả đam rồi. Nên là sẽ là một tình huống kiếm một kill thôi. Wow, như vậy thì cuộc chung cư cảng Chesapeake cũng đang có giao tranh nổ ra. Đó là New Star của Messi Xiaomi. Hai người bên phía của New Star nằm xuống rồi. Và tạm thời nhìn với cái minimap này thì tôi không thấy ai thêm bên phía của New Star cả. Và phần thắng chắc chắn rồi, không ai khác sẽ là của Xiaomi thôi. Hai đội tuyển này, hai đội tuyển nút cho mình khu vực cảng Phú Mỹ Hưng. Và may mắn cho họ là vòng bo đang ủng hộ một chút. Lợi thế là họ chưa phải đi bo. Tuy nhiên là đã có rất nhiều những trận mà hai đội tuyển này cầm chân nhau ở khu vực ngoài bo này cực kỳ lâu. Của Coffee sau khi thoát đi khỏi họng súng của Xiaomi thì qua bên này lại gặp các thành viên khổ thật sự ạ, không biết đi đâu nữa, cảm giác bây giờ là đi đâu cũng có địch rồi đấy. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy dấu hiệu của Petkun bên kia Enfis United, một tình huống bị cam bo đến chết là có thật. À đây rồi, sẽ có một câu trả lời không? Vâng, thành viên của New Star ở bên trên khu vực tầng 2 không thèm sấy vào này. Mà bây giờ thì mới bắt đầu xuống xe và rất may đó vẫn là một tiếng sấy chính xác của Ram. Ông phải xuống tận nơi, bắn tận đầu xe luôn. Hơi cẩn thận nhở? Có một chút gì đó hơi cẩn thận tới từ Ram is me. Ông vị trí 0706 vừa rồi cũng có vẻ như là hơi bị lỗi khi nghe tiếng chân thì phải. Khi mà tôi thấy bên phía New Star họ nhảy ra khỏi đấy thì nếu mà phải tôi là phản xạ nhảy ra khỏi xe luôn đã. Nhưng mà thành viên bên phía Brick Tour vẫn đang cố lùi cho mình chiếc xe để ra ngoài. Vâng, anh nhìn vòng bo tiếp theo đi Cường ơi. Một vòng bo mà bây giờ... Đây là vòng bo gọi là thiên đường và địa ngục à? 50-50 luôn. Vòng bo tiếp theo giật về đâu thì tất cả các đội tuyển được tiếp. Một tiếng double kill dành cho ND18. Tiếp tục sấy với theo bên phía của Yumi Hao. Nhưng đây là một khẩu Beryl cùng với khẩu Bison sẽ rất khó để có thể sấy được tầm xa như thế này. Vừa rồi tôi đang nhìn thấy vị trí của Yumi Hao không có bất kỳ một phản kháng nào khi mà sấy được cái xe này cả. Liên tiếp đến tình huống dùng khẩu SMG. SMG xe để sấy xa và ở tầm trung ạ. Rất thiếu sự hợp lý tới được Gunty ở trong pha xử lý vừa rồi nha. Có vẻ như là vội quá không kịp đổi súng. Quay trở lại khu vực cầu này, đây sẽ là một điểm cực kỳ nóng ở trong cái vòng bo này. Khi mà các đội tuyển của chúng ta họ đang đều muốn kiểm soát khu vực cầu này để có thể ở giữa tâm bo và có lợi thế ở trong vòng bo sau hơn. Sunwat đang dùng tip and trick rồi. Tip and trick, một tip and trick cực kỳ phổ biến ở trong những giải thi đấu pro khu vực Trung Quốc. Khi mà phi xe xuống và sử dụng cái ghế thứ hai để có thể hồi máu và hồi bandage lên. Vậy vị trí của Sunwat có lẽ là người còn sống cuối cùng với Bảo Nam như thật chăng? Có vẻ như là vậy. Đây là một trận thi đấu thử thách quá nhiều. Đồng bên cạnh đang là rất nhiều người. Uầy, một tình huống vừa rồi là chủ động phá lốp xe từ vị trí của Haze. Một pha mà đã hơi thiếu đi sự toàn tính, nhưng Haze bị bắn từ phía sau. Đó là Zaskai của Bisenon. Haze bị confirm vào một diễn biến khác thì Gunner Master bị clear hoàn toàn ở vị trí top thứ 15 rồi. Trong khi đó ở khu vực nhà Doraemon này, hai thành viên phía EAP đang phải chống trả một đợt công cực kỳ mạnh mẽ đến từ bốn thành viên phía Basel. Liệu họ có thể chống trả lại không đây, khi mà đây là một ngôi nhà cực kỳ khó công nếu mà biết dàn đội hình ra. Dũng PC đang chủ động ngồi bên ngoài, nhưng mà hãy nên nhớ là ngồi bên ngoài này cũng không có nhiều lợi thế lắm đâu nha. Hoành đang liên tiếp cố trải cho nhìn những quả lửa cũng như là quả nét để chặn đường các thành viên phía Basel. Ông Basel họ đang khá là chần chừ Cường ạ. Hơi chần chừ và những quả bom cũng không được sử dụng một cách hiệu quả nữa. Ngay lập tức thì có một tín hiệu knock out đến từ vị trí của Hoành. Quả bom chính xác knock out vị trí của Supler rồi. Gió có vẻ như có thể công ngược lại xuống nha. Bắt đầu áp sát xuống dưới cũng tầng 1 rồi. Không có một sự chuẩn bị cần thiết tới từ 3 Cell Legion. Và bất ngờ này, đó là một pha xử lý 2v4 thành công. Rất vô duyên tới từ 3 Cell Legion ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Tình huống mà bị hai người từ trên nhà công xuống mà họ không có bất kỳ một sự phản kháng nào cả. Như thấy là chúng ta đang nhìn thấy một cái sự non nớt về trình độ cực kỳ lớn đến từ các thành viên phía Basel. Đó thì phía bên kia sông tôi đang nhìn thấy vị trí của Mickey cũng đang ngồi trên một chiếc bàn thờ dưới sông Cường ạ. Rất nhiều những player đang sử dụng tip and trick, nhưng vấn đề là họ có bao nhiêu lượng trang bị ở trên người thôi.
Nếu như không nhiều thì đó sẽ rất khó. Surat bắn ngược lên phía trên và Optimus nằm xuống rồi. Pha xử lý cực kỳ tinh quái tới cho Surat. DF họ đang phải chống trả. Họ đang quyết định là công sang cái khu vực tròi của X-Gaming. Và một lần nữa tôi nhìn thấy vị trí của Wonty. Vâng, Wonty phi xuống và phát hiện ra vị trí của Surat. Vâng, đã tiến vị trí của bản đang nhân thật dừng lại vị trí top thứ 12. Những tình huống bắn nhau dưới sông cực kỳ hài hước đến tất cả các đội tuyển chúng ta. Giờ thì Make in Việt Nam đang đội tuyển có lợi thế nhiều nhất nha. Hãy nhìn cái góc của họ ở dưới khu vực góc 5 giờ đi. Họ đang kiểm soát hoàn toàn cái khu vòng bo ở mạn phải bản đồ này. Like Blue Elohim tiếp tục có được cho mình một điểm bạo gục nữa. Đã. Đừng quên là KR bây giờ họ cũng đang chiếm cho mình một góc khá rộng ở trong bo. Không biết họ sẽ tận dụng cái góc này như thế nào đây. Khi mà tôi đang nhìn thấy ở khu vực cầu này đang là cuộc hỗn chiến giữa 1, 2, 3, thậm chí là 4 team ở đây ạ. Vâng, lại một thành viên nữa bên phía X-Gaming lao xuống sông. Cường hãy nhìn xem tình huống Wonty đón khách cực kỳ là... Vâng, Emory đã làm rồi một pha tiếp khách vô cùng nồng nhiệt tới từ Wonty. Vâng, bá chủ đáy sông là đây chứ đâu nữa. Và giờ thì Jaskai đang muốn làm gì đây? Có Scarlet trên tay và không kịp nhảy xuống sông. Top thứ 10 dành cho Yumi House. Giờ chúng ta chỉ còn lại có 20 player với 9 team mà thôi. DF cuối cùng cũng đã phải nằm xuống. Ngay lập tức nhận thấy tín hiệu của Bảo Nam như tật dừng lại ở vị trí thứ 11. Thì trong trận đấu này BX họ đang bắn cực kỳ cháy khi đã giải cho mình được 4 kill rồi. Bên Việt Nam vẫn còn cho mình được nguyên 4 người. Và vị trí của họ trong bo đang cực kỳ là đẹp. Vâng. Ôi rồi ôi, một vòng bo chọn người chiến thắng đây rồi. Không còn là ở khu vực bờ sông nữa. Đó là một góc đứng của Korean Gaming cùng với cả Make in Việt Nam. Và bây giờ thì hãy tìm những cái phương án nào đó để vào bo đi, làm sao để vào được đây. Ông Brick to War, bây giờ con đường vào bo của họ sẽ là một cái thử thách cực kỳ khó. Khi mà bây giờ không có bất kỳ một cái lùm cây hay tảng đá nào có thể che được cho họ trên con đường vào bo này. BX thì vẫn còn cho mình lượng trang bị đó là xe, vẫn có thể di chuyển vào bo được. Bên Việt Nam bây giờ họ chỉ cần kê các thành viên với Brick to War thôi. Và vừa nói xong thì Luka đã bắt đi một thành viên của Brick to War rồi. Một lối chơi cực kỳ tự tin nha. Nhưng nên nhớ thì hiện tại Luka cũng đang không có mũ và chỉ một hit vào đầu thôi thì Luka sẽ phải trả giá. Hãy chơi một cách cẩn trọng góc còn lại. Biếng headshot và Elohim và đó là top thứ 9 dành cho Light Crew Gaming. Tuy nhiên thì cái tình huống đi bo của BX bây giờ cũng sẽ đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà họ đang bị focus vào bởi đội tuyển Korean Gaming, một đội tuyển đang ở trong bo. Và đừng quên là còn vị trí của Dũng PC bên phía Easy Spy đấy nhá. DAF họ đã phải dừng lại vị trí 8 rồi. Một lap hoàn toàn mới và DAF đang không có được một màn trình diễn như mong muốn. Giờ thì đến lượt Korean Gaming đang vô cùng thoải mái ở phía trong khu safe zone này. Họ sẽ chia ra hai thái cực cùng với cả Make in Việt Nam có thể kiểm soát hoàn toàn vòng bò. Hai đội tuyển này họ đang sẽ phải chia nhau xem ai sẽ là người top 1 và ai sẽ là top 2. Big Sing Gaming bằng nỗ lực cuối cùng họ đã phải dừng lại vị trí top 7 rồi. Quick to War bây giờ là pha bò trườn để cố gắng lết vào vòng bò này. Tuy nhiên thì vị trí của DMR đã bị knock out rồi, chỉ còn lại Trọng Đó thôi. Trọng Đó sẽ phải bò như thế nào khi mà bên Việt Nam họ có đến 4 họng súng đang chia ra đây. Hãy để ý xem vị trí của top bên phía Yenju vẫn đang sinh tồn khá tốt ở phía sau. Như họ top sẽ dựa vào Made in Việt Nam để có thể kéo top ở trong trận thi đấu này. Đây một pha xử lý rất khôn ngoan. Mà tôi đang để ý là Made in Việt Nam họ đang quá tập trung những đội tuyển ở trong bò. Họ đã bỏ quên đi vị trí của top rồi. Nhưng tưởng như là ENG họ sẽ phải dừng lại ở vị trí cao hơn cơ. Nhưng top đang làm rất tốt cái vị trí kéo top của mình. Hãy nhìn cái cách mà Make in Việt Nam họ đang trả smoke để Luka có thể stack về với những người đồng đội của mình đi. Vậy là tôi đang nhìn thấy Made in Việt Nam họ đã bỏ không kê những cái đội tuyển ở ngoài bò bên phía sông nữa. Luka bây giờ sẽ cố gắng tặng tường backup bằng xe thôi. Cầy kêu những đội tuyển trong bo cơ Cường ạ. Vậy họ không cam bo nữa. Vẫn đang rất cố gắng tới từ Make in Việt Nam. 4 kêu ở thời điểm hiện tại. Đây rồi, nhẫn giả mang tên top của chúng ta đây rồi. Tôi nghĩ là sẽ không bắn đâu. Sẽ cố gắng để có thể kéo top thôi. Chắc chắn là sẽ không dại gì mà nổ súng trong tình huống này cả. Để xem vòng bo tiếp theo nó có ủng hộ cho Made in Việt Nam cũng như là có hay không. Không. Vòng bo đang từ chối hoàn toàn rồi. Vị trí thứ 6 rồi. Và giờ thì tự nhiên đây là một vòng bo ủng hộ dành cho Bisenot nha. Chưa thể nói trước là bất cứ một điều gì đâu. Góc đứng của Made in Việt Nam đang xấu và những chiếc xe của họ đã bắt đầu có dấu hiệu của sự bốc cháy rồi. Bây giờ tôi đang nhìn thấy dấu hiệu của KR. Họ là người gần bo hơn Made in Việt Nam. Đây sẽ là một tình huống đẩy thẳng lên từ Made in Việt Nam thôi. Khi mà tôi đang thấy dấu hiệu của họ đang trải smoke rồi.
trong tình huống này mà vẫn còn cầm nét khá là bình tĩnh từ vị trí của Phu Dung Ly. Nét có vẻ như là chính xác rồi. Nó qua vị trí của Marine. Một pha bắn lỗi rất đáng trách của Marine, đã nhìn được phần cầm nét rồi, bắn trước một turn nhưng không hề có một hit nào chính xác cả. Giờ thì Luka đẩy lên để hỗ trợ những người đồng đội của mình, nhưng tiếp tục thì đó là save by nằm xuống. Double knock out dành cho Phu Dung Ly. Phu Dung Ly đang thể hiện khả năng ném nét cực kỳ chuẩn xác của mình. Bây giờ là quả smoke, nếu mà bây giờ có 5 quả nét nữa thì tôi nghĩ là Phu Dung Ly sẽ một mình clear được đội tuyển Made in Việt Nam. Hoàn toàn có thể như vậy. The Brick to World cũng đã bị clear hoàn toàn ở vị trí top 5 rồi. Chúng ta chính thức chỉ còn lại có 12 player với 4 team mà thôi. Trong khi đó thì BCNOT còn đủ nha. Và cả các thành viên bên phía của Made in Việt Nam. Ben P nằm xuống save bài cũng bị hạ gục. Và có vẻ như đó sẽ là triple kill dành cho top hay chăng đây. Một tình huống chơi như một nhẫn giả và đó đang là vô cùng hiệu quả dành cho top nha. Thậm chí top vòng ngược ra cũng Blue Zone để gây khó. Tiếp tục knock out đến chỗ của Marine và tàn vỡ tới từ Made in Việt Nam rồi. Và ở một diễn biến khác thì Enfield United dừng lại hoàn toàn ở vị trí top 4. Và chúng ta chỉ còn lại 2 team và 7 player thôi. Tình huống bây giờ đang là 4 về hết 3 và lợi thế đang nghiêng về cực nhiều dành cho vị trí của BX. Made in Việt Nam phải dừng lại vị trí top 3 rồi. 10 kill dành cho BCNOT và 8 kill dành cho công nghiệp Gaming. Tình huống này thì Cường đang đặt cờ vào đội tuyển nào sẽ... Chắc chắn sẽ là BCNOT rồi. Họ đang có được cho mình một cái gờ đồi đẹp hơn và chỉ lộ có chỏm đầu thôi. Trong đó thì với Korean Gaming, họ đang bị đẩy ra map của safe zone và sẽ không có nhiều lắm những phạm vi để có thể di chuyển đâu. Với địa hình như thế này thì người ở trên là Korean Gaming họ đang gặp rất nhiều bất lợi. Khi mà chỉ cần thò ra một chút thôi thì họ sẽ bị xấy toảng vào bởi các thành viên bên phía BX. Thậm chí về cái lượng trang bị ở đây thì BCNOT cũng... của họ còn cực kỳ nhiều nét. Vâng, tôi còn đang nghe tới cả tiếng bắn ốp đến từ một thành viên nào đó bên phía BCNOT cơ. Hãy chờ xem, Zad Guy đã đẩy vào sâu hơn phía khu vực tâm bo rồi. Và vòng bo tiếp theo nó lại giật về cái góc mà Zad Guy đang đứng này. Optimus cũng đang đẩy vào cùng với người đồng đội của mình. Khó càng thêm khó dành cho Korean Gaming. Rồi vòng bo tiếp theo không hề ủng hộ dành cho đội tuyển này một chút nào cả. Vâng, bây giờ tôi đang chờ một tình huống mà Korean Gaming họ có thể lật được cái kèo này. Sẽ là một cái top 1 cực kỳ mãn nhãn dành cho tất cả những người đang theo dõi trận đấu này. Nhưng nếu như đây là một cái top 1 dành cho BCNOT thì cái cục diện ở trên bảng xếp hạng tổng sẽ hấp dẫn hơn khi mà họ có thể bám đuổi một cách gắt gao hơn với Made in Việt Nam cùng với cả Bảo Nam United. Vâng, vừa rồi là một cái sự dừng lại khá sớm từ Bảo Nam United. Tôi nghĩ là Made in Việt Nam bây giờ họ đang bám rất sát rồi. Hoặc có thể là cái top 1 luôn rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là BCNOT sẽ có top mấy để nét bắt đầu được trả ra không gây đam. Khá vô duyên và headshot tới từ Optimus. Đúng rồi, trưởng là 4v2 và hết rồi, lấy xe ra đâm người. Optimus còn phơ phí, Ben Su đâm chết thì Phu Dung Ly. Và bây giờ thì Andy làm gì đây? Ôp no scope luôn. Một tình huống mà xí khẩu ôp vào tận đầu.